Hello, xin chào các bạn đã cùng quay trả lời với kênh chuyện của Tiến. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đón xem tập mới nha. Mấy hôm trước thì uh, gia đình nhà mình có chuyện nên là cũng không thể ra được một ngày hai video, nhưng mà công việc đã được giải quyết xong rồi. Vì vậy chúng ta sẽ cùng bắt đầu với một ngày hai tập nha. Và đừng quên đăng ký kênh để kênh của Tiến uh, sớm được uh, 10.000 sắp nha các bạn. Chúng ta được 8.000 rồi. Chương 800 Lý Bình An thì quay đầu nhìn lại. Bên trong hai mắt, hiện hiện một đạo quang mang. Thời gian ngừng lại, hàng trăm hàng ngàn thiên sứ chi vũ lập tức đứng sững giữa không trung. Nhưng một giây sau thì lại tiếp tục vọt về phía của Lý Bình An. Lý Bình An thì vội vàng duỗi tay ra, lập tức điều động âm dương pháp tắc giữa thiên địa, hình thành một cái thái cực đồ ngăn ở trước mặt. Tất cả quang vũ bắn lên trên thái cực đồ đều bị âm dương chi lực ma diệt, hóa thành điểm sáng phiêu tán. Đáy mắt của Lý Bình An thì có chút tiếc nuối. Nếu chỉ dựa vào pháp tắc, vẫn không đối phó được cường địch cỡ này. Nữ thiên sứ thì cả kinh kêu lên. Đây là lực lượng gì? Lý Bình An nắm tay lại, thái cực đồ đồ nhân co vào, hình thành một tôn âm dương đại luân bàn. Hắn chậm rãi nói. Đây chính là đạo âm dương đại luân bàn sông ra ma diệt âm dương những nơi nó đi qua nữ thiên sứ thì ngưng mắt nhìn lập tức vỗ cánh bay lên trường thương trong tay đâm thẳng tới bầu trời có thêm một lỗ hỏng khổng lồ bên trong lỗ hỏng đó nữ thiên sứ bị âm dương khí trụ quấn lấy xoay tròn rồi đẩy ra khí trụ đẩy nữ thiên sứ đụng vào lòng núi lún sâu vào trong cả mảng thiên địa hoàn toàn yên tĩnh quang mang trên thân của vô lượng quang thần dao động kịch liệt khó mà che giấu được sự bất an trong lòng sao đạo chủ lại mạnh đến thế này hả sao hắn có thể đánh bại được cả thiên sứ chứ tuyệt đối không có khả năng long kỷ thì đột nhiên cười ha hả thiên sứ tộc các ngươi tính sai rồi át hàng các ngươi không ngờ được trong thế giới này lại xuất hiện một đạo chủ đúng không Nam thiên sứ thì trong thần điện sông ra, hai đôi cánh sau lưng sải rộng. Hai đôi cánh chim lóng lánh kim quang, nhanh chóng biến lớn. Chúng nháy mắt đã che phủ cả bầu trời, tựa như thần linh buông xuống vậy. Cánh chim khổng lồ co lại, bao trùm về phía của Lý Bình An. Lý Bình An thì vươn tay làm thành kiếm chỉ, điểm lên không trung một cái. Pháp kiếm lập tức ra khỏi vỏ, bay thẳng tới chỗ hai đôi cánh kia kiếm đạo được pháp tắc gia trì. Trên pháp kiếm bao phủ một tầng tinh quang, giống như một thanh tinh quang chi kiếm vậy. Pháp kiếm đâm trúng cánh chim khổng lồ. Tinh quang kiếm khí càn quét đầy trời, bao phủ trọn cánh chim kia. Dường như cả thế giới này đều được bao bọc trong tinh quang vô cùng lộng lẫy. Tinh quang kiếm khí tán đi. Tứ dực thiên sứ thì biến mất, không còn tâm tích. Bầu trời chợt vỡ ra, hình thành một mảnh chân không. Dây núi bên dưới chịu ảnh hưởng, ầm ầm liên tiếp sụp đổ. Thánh sơn nứt toác, mặt đất vỡ nát, tựa như cảnh tượng ngày diệt thế, đáng sợ đến cực điểm. Lý Bình An thì nhíu mày một chút, lầm bầm. Phiến thiên địa này thực sự là quá yếu đuối. Thổ chi tam tài đại trận, ra cố. Phía trên mặt đất hiện lên phù trận dày đặc, phù văn thành trận chìm ở trong lòng đất. Cơn rung chấn lập tức biến mất. Bầu trời vỡ vụn cũng bắt đầu được chữa trị. Hai thân ảnh từ trong dãy núi phía dưới bay lên. Chính là hai vị thiên sứ một nam một nữ kia. Trên thân thể của nam thiên sứ chẳng chịt vết kiếm. Hiển nhiên thương thế không nhẹ. Nam thiên sứ sợ hãi nhìn Lý Bình An. Gần từng chữ rồi hỏi. Rốt cục ngươi là ai? Lý Bình An thì cười nói. Bần đạo là Tam Thanh Quan quan chủ. Nữ thiên sứ tức giận nói. Thế giới này chính là nơi thần hy chi chủ trấn phong đại ma. Ngươi xâm nhập nơi này làm sang làm bậy. chẳng nhẽ không sợ thần hy chi chủ giáng thần phạt xuống sao? Lý Bình An thì lắc đầu nói. Nếu mà hắn đến được thì cứ đến thôi, bần đạo chẳng xóa chút nào. Bần đạo đã quyết cứu lấy thế giới này rồi. Một tòa đại trận xuất hiện, hai vị thiên sứ kinh hãi hô lên, thân ảnh nháy mắt biến mất, không còn thấy gì nữa. Mà thân ảnh của Lý Bình An thì cũng biến mất theo. Long Kỳ ngao ân dạ vũ, đồng thời xuất hiện chung quanh vô lượng quang thần, bao vây chặt chẽ nói. Dạ vũ cười hề hề. Tiểu quang thần, chúng ta lại gặp nhau rồi. Ta nhớ lần gặp mặt trước đó ngươi còn nói xấu ta cơ mà. Vô lượng quang thần nhìn ba người, đáy lòng tràn đầy nặng nề. Ba người đồng thời xuất thủ, Ba đạo nguyên khí quanh trụ đánh về phía của vô lượng quang thần Vô lượng quang thần hét lớn Trên thân thể nở rộ quang mang trắng noán Một tiếng đại bạo kinh thiên Khu vực của vô lượng quang thần đang đứng Nháy mắt bị đánh nát Ba đạo quang trụ đẩy vô lượng quang thần ngã vào trong hư không loạn lâu Long kỳ ngao ân dạ vũ cũng vọt theo Trên chiến trường bên dưới Phạm Hiền thì nổi giận gầm lên một tiếng Giết Phạm Hiền dẫn đầu đánh về phía của thánh đường trận doanh. Một gốc thanh liên nở rộ giữa đám thánh sơn đệ tử. Phốc phốc phốc. Máu bắn tung tóe cùng với cả tiếng kêu gào thê thảm. Liên quân đệ tử còn lại thì cũng đánh tới thánh sơn. Đại chiến bắt đầu khai hỏa. Mặt trời lên, mặt trời lặn. Sáng sớm hôm sau, bầu trời âm vang nổ tung. Một lão giả tóc vàng mắt xanh, toàn thân đẫm máu, từ trên hư không rơi xuống. Một thanh hắc nhận xuyên qua tim. Trên không trung thì Long Kỳ, Ngao Ân và Dạ Vũ xuất hiện. Dưới tình trạng vô lượng quang thần đều mạng, ba người cũng có chút trật vật. Trên thân ít nhiều đều mang thương tích. Bên trên mặt đất, tam tài trận xoay tròn, Lý Bình An thì bước ra từ trong đại trận. Đạo bào thẳng thớm, không vướng bụi. Hắn tiện tay, vung lên. Cả tòa đại trận sụp đổ, hiển nhiên là hai vị thiên sứ đã bỏ mạng. Giờ phút này thì trận chiến giữa đạo môn liên quân và thánh đường đệ tử cũng tới hồi kết. Dưới tình huống ngoài ý muốn là thiên sứ thảm bại, thánh sơn đã định là bị diệt. Thạch hạo ninh quyết bạch Hẻo thần vây trước quang thánh tử vào giữa. Hắn run rẩy cầm trường thương, một đầu tóc hoa dâm tung bay, làn da đầy vết nhăn lấm tấm mồ hôi. Quang mang trên thường thương thì cũng đã ảm đạm đi rồi. Ánh mắt của trước quang thánh tử đục ngầu. Hắn nhìn về phía của Lý Bình An, cười khổ nói. Đáng nhẹ năm đó ta nên liều mạng hủy diệt đạo môn mới đúng. Thật là đáng hận. Lý Bình An thì chậm rãi nói. Cho dù là năm đó, người cũng chẳng có chút cơ hội nào đâu. Bần đạo đi vào giới này, đạo môn liền định sẵn sẽ cuột khỏi. Trước quàng thánh tử ngẩng đầu, cười ha hả. Đạo môn. Thánh địa truyền thừa cả trăm vạn năm, lại bị hủy trong thay quả đạo môn. Buồn cười, quá buồn cười. Hắn vung trường thương lên, cắt ngang cổ. Một cái đầu lâu bay lên, cả người ngửa ra sau đổ ầm xuống, như một búp bê vải rách nát vậy. Lý Bình An thì thả vào một hơi rồi nói. Kết thúc. Long Kỳ, Ngao Ân và Dạ Vũ cũng từ trong hư không bay xuống. Dạ vũ thì cũng cảm thán nói. Đúng vậy, kết thúc rồi. Ngao ân dò xét. Đạo chủ, sau này ngươi định làm gì? Muốn chấp trưởng phương thế giới này sao? Lý Bình An thì cười hỏi lại. Long Hoàng có nguyện ý phong thần không? Ngao ân thì sững sờ. Ta phong thần. Long Kỷ chờ không nổi nói. Ai nhá, nói chuyện phong thần gì chứ? Hiện tại quan trọng nhất là đạo chủ Ngài đi khống chế tòa bi cảnh cuối cùng kia Chuyện khác để sau rồi nói Được Trong lòng của Lý Bình An thì cũng có chút trò mong Không biết sau khi khống chế hoàn chỉnh 3.000 pháp tắc Sẽ phát sinh biến hóa gì Hắn nhắm mắt lại Âm thầm dung nhập thiên địa Sau một lát Lý Bình An đột nhiên mở to mắt Nhìn về phía thần điện rách nát Ngay tại nơi đấy Long Kỷ thì chờ không nổi Dẫn đầu phóng tới thần điện lý bình an nhìn về phía của liên quân đa tà chưa vị đạo hữu đã xuất lực trong trận chiến lần này trước tiên mọi người cứ trở về trước đi một tháng sau thì hoành đoạn sơn mạch luận công phong thần tất cả liên quân đều cúi đầu hưng phấn kêu lên vâng bấy giờ lý bình an mới mang theo minh vương dạ vũ long hoàng ngao ân bay về phía thánh sơn thần điện vừa tới gần thần điện liền nghe được tiếng đập thình thịch thần điện rung lên giống như có ai đang phá hoại vậy. Ba người vừa tiến vào đại điện, liền thấy Long Kỳ vung tay lên, đánh nổ nát vụn thần tọa của vô lượng quang thần. Phía dưới thì lập tức xuất hiện một lối vào, mà trong đại điện đã rách nát khắp nơi, tựa hồ là bị sốc hết cả lên vậy. Long Kỳ cười ha hả, kích động kêu lên. Tìm được rồi, rốt cục tìm được bí cảnh trấn phong cuối cùng. Lý Bình An thì bay đến trước bí cảnh rồi nói Chúng ta đi vào Đi vào Long Kỳ khựng lại Bất đắc dĩ nói Chúng ta không tìm thấy chìa khóa lối vào bí cảnh Trên thân thể của vô lượng quang thần Rất có thể hắn đã phá hủy chìa khóa Hoặc giấu nó ở nơi khác rồi Nếu muốn tìm chỉ sợ phải tốn không ít thời gian Không cần chìa khóa Lý Bình An bay lên trước Đưa tay đặt tại lối vào không gian thông đạo không gian thông đạo thì nổi lên một đạo tinh trận. Tinh trận xoay tròn, đóng kín toàn bộ lối vào bí cảnh. Long Kỳ ở bên cạnh giải thích. Đây là thiên sứ tộc Pháp Trần, khác hẳn với phương đông chúng ta. Trong lòng bàn tay của Lý Bình An hiện lên một bàn quay đại đào. Bàn quay hư ảnh bay ra, đâm vào trên tinh trận. Tinh trận phịch một tiếng vỡ nát, lộ ra một thông đạo thâm thúy. Long Kỳ thì sững sờ, Dễ dàng như vậy sao? Lập tức hưng phấn hét lớn. Ê, hey, bí cảnh mở rồi. Sau đó thì dẫn đầu xông vào thông đảo. Những người còn lại thì cũng vào theo. Tại tầng thứ 9 của bí cảnh, cả đám gặp được một thân thể bị khóa lại. Thân thể giống như một tòa sơn phong, đứng vững ở trong thiên địa. Tiếng tim đập đông đông, y hệt như nổi trống, vang vọng không gian. Ngao ân ngước nhìn thân thể to lớn cảm thán. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, nhục thân này còn sống. Dạ Vũ nói, có cái gì mà không thể tưởng tượng nổi, chẳng phải chỉ còn một cái đầu lâu vẫn cứ sống tốt đấy sao? Ngao ân thì khựng lại, nhớ tới cái đầu lâu khổng lồ trong bí cảnh của mình. Hình như là thế thật. Long kể thì thúc giục, đạo chủ, cái này giao cho người đấy. Lý Bình An thì gật đầu, thân ảnh khẽ đồng xuất hiện trước thân thể to lớn đấy. Hắn nhắm hai mắt, ngồi xếp bằng giữa hư không. Ba ngàn đạo vận trong cơ thể giao hòa cùng với cả pháp tác thần niên đang khóa chặt thân thể họ lại. Trong lòng thì dâng lên một sự thấu hiểu. Ba ngàn đạo văn hiện lên rồi hòa lẫn từ trong tử đan của cơ thể. Hỗn độn hải bên trong tử đan vang lên một âm thanh đại đảo. Toàn bộ hỗn độn hải đều sôi trào, sau một hồi lâu thì két két, một âm thanh thanh thúy vang lên giữa hỗn độn hải. Cực dương pháp tắc, chi trứng, bên trong hỗn độn hải hơi rung động. Trên vỏ trứng dày đặc vết dạn nứt. Pháp tắc chi trứng vỡ nát toàn bộ. Một bóng người cao lớn đi ra từ trong pháp tắc chi trứng. Thân thể trong suốt như được đúc thành từ lưu ly vậy. Hắn tản ra cực dương quang mang. Trên trán hiện lên một đạo văn thâm thúy dường như hắn chính là cực dương của bản thân cực dương đại đạo viên mãn ma thần xuất thế trong không trung bí cảnh bầu trời hiện lên một khóm mây tía mang đầy ý lành quanh thân lý bình an đang tỏa sáng sau một lát cực âm pháp tác tri chứng trong cơ thể của lý bình an thì vỡ vụn một tôn cực âm ma thần tựa hắc ngọc đi ra một đạo hắc quang quay quanh trong cơ thể của lý bình an Tiếp đó thì từng tôn ma thần liên tiếp xuất thế. Màu xanh mộc chi ma thần, màu đỏ hỏa chi ma thần, kiếm khí kiếm chi ma thần, trùng thiên đao quang, đao chi ma thần, thời gian ma thần, không gian ma thần, lực chi ma thần. Trong bí cảnh, Lý Bình An ngồi xếp bằng trước thân thể khổng lồ như một ngọn núi nhỏ kia. Ba ngàn pháp tắc quấn quanh như thể vang lên, nở rộ ba ngàn thải quang Thoạt nhìn thì thân ảnh nho nhỏ của hắn còn muốn vĩ ngạn hơn cả thân thể to lớn trước mặt. Uy áp nặng nề khiến cho đám người Long kỷ lui lại. Toàn thân run lên như muốn quỷ lại. Ngao ân toát mồ hôi lạnh, trấn kinh nói. Đạo chủ, rốt cục đạo chủ đã đạt đến cảnh giới gì rồi? Long Kỳ thì lắc đầu nói. Ta cũng không biết. Hắn tu luyện vượt khỏi tầm nhận biết của ta rồi. Ba ngàn pháp tác của Lý Bình An thì hoàn toàn viên mãn. Kim đan bịch một tiếng nổ tung. Hỗn độn hải cuồn cuộn, tràn ngập toàn bộ đan điền. Ba ngàn ma thần ở trong hỗn độn hải ngửa mắt lên trời gào thét. Khí tức bùng lên. Trong nháy mắt, thực lực tăng lên không biết bao nhiêu lần. Nguyên anh cảnh thành. Tâm thần của Lý Bình An run lên, đột nhiên khuếch trương. Bí cảnh đã không ngăn được hắn cảm giác. Tâm niệm giao cảm cùng thiên địa. Cả thế giới nằm trong phạm vi bao phủ của tâm thần. Mỗi gốc cây ngọn cỏ, mỗi con người, mỗi loài vật, khắp nơi trong không gian bí cảnh, đều như cái bóng trong tim vậy. Dường như toàn bộ thế giới này đều hóa thành trận pháp, không gian. Hắn cảm thấy mình toàn trí toàn năng, không gì không thể. nhấc tay một cái cũng khiến thiên rời địa chuyển. Lý Bình An thì khẽ động tâm thần, vô tận hải nổi lên sóng to gió lớn. Hải nhãn bí cảnh được giải trừ phong ấn, giống như một thế giới hư ảo dâng lên khỏi vô tận hải. Yêu hoàng phong ầm ầm vỡ tan, một mảnh thế giới triển khai bao phủ không trung thập vạn đại sơn. Bí cảnh ở Thanh Khâu và Tử Hải cũng đều được giải khai phong ấn. Ngũ phương bí cảnh thế giới cao lên bao trùm thiên địa. Ngàn vạn bách tính hốt hoảng ngẩng đầu nhìn lên thế giới trên bầu trời. Dù là tu luyện giả cũng cảm thấy ra đầu tê giải. Đây là có chuyện gì? Là muốn diệt thế sao? Liên quân vừa rời đi cũng đều ngẩng đầu nhìn thế giới đột nhiên xuất hiện trên bầu trời. Khó nén bối rối. Đây là có chuyện gì? Không phải đã kết thúc rồi sao? Đây là thứ gì? Một tia chớp vang lên, ngũ phương bí cảnh thế giới hợp lại, nở rộ ra một đạo ngũ thải thần quang bên trong thần quang, thế giới chậm rãi biến mất. Thanh âm của Lý Bình An vang vọng đất trời. Bần đạo đạo môn tri chủ, hôm nay lập lại cửu trọng thiên giới, bù đắp thiên địa, mở ra cánh cửa phi thăng. Bên trong liên quân, thạch hào thề hưng phấn kêu lên. Là sư phụ, sư phụ bù đắp thiên địa. Ninh Quyết thì cười tươi nói. Sư phụ lập cửu trọng thiên giới, thiên đình cũng sắp xuất hiện rồi long vương ngao thanh thì hiếu kỳ hỏi hai vị đạo trưởng thiên đình là thứ gì ninh khuyết nói thiên đình chính là nơi quản lý toàn bộ thần linh ở khắp thiên địa sơn hà này bên trong minh giới mạnh hạo nhiên cùng với cả phần thiên khổng tước đứng chung một chỗ nhìn ra ngoại giới mạnh hạo nhiên ung dung nói thế giới biến hóa càng lúc càng lớn bây giờ ta cũng xem không hiểu phần thiên khổng tước mất mát nói đoán chừng không lâu sau đó minh giới cũng sẽ không còn tồn tại ánh mắt của mạnh hạo nhiên sáng lên cao hứng nói như thế không tốt sao không có mấy cái chuyện vặt minh giới cuốn thân chúng ta có thể thỏa thích sống trong thế giới của hai người phần thiên khổng tước thì liếc mắt xem thường ai muốn sống trong thế giới hai người với nàng chứ bên trong không gian bí cảnh long kỷ nhìn cửu trọng thiên thế giới biến hóa nghiêng trời lệch đất ung dung nói cửu trọng thiên thật sự là hoài niệm ngao ân thì hít một hơi rồi nói nguyên khí nơi này thật nồng đậm dày đặc hơn rất nhiều lần long kỷ đắc ý nói kia là đương nhiên năm đó nơi này từng là hành cung của bản tôn mà long kỷ đột nhiên trì trẻ ánh mắt đầy kích động toàn thân run rẩy ngao ân hỏi người thế nào long kỷ ngửa mặt lên trời cười to giải khai trấn phong giải khai rồi thân thể khổng lồ tọa lạc trên mặt đất ầm ầm vang động thân thể khổng lồ tọa lạc trên mặt đất ầm vang động đậy nó lập tức bay lên phóng về nơi xa nơi chân trời thì cũng có mấy cái bóng đen đang bay tới hai chân hai tay đầu lâu chúng lập tức kết nối lại với nhau một đạo ngũ thải lưu quang hiện lên trên mỗi miệng vết thương. Vết thương lập tức biến mất không thấy gì nữa. Một tôn ảnh, đội trời đạp đất, đứng vững trên mặt đất. Tóc dài bay múa, hơi thở thanh gió, nhắm mắt lại như đã ngủ nhét đi vậy. Một đạo thải quang từ trên trán của Long Kỳ bay ra. Thân thể của Long Kỳ lập tức mềm nhũn khôi phục thành thi thể của một đầu cự long ầm ầm nện xuống mặt đất. Thải quang uốn lượn như một dải lụa mềm mại, bay về phía cự nhân, máu chóng dung nhập vào trong trán của cự nhân. Cự nhân đột nhiên mở to mắt, ánh mắt bình tĩnh, thanh âm tựa như lôi đình vang lên. Bản tôn, Vũ Dương Uy đã trở về. Đỉnh đầu đột nhiên hiện lên một đạo kim cô, ba ngàn pháp tác thần liên sụp đổ, hóa thành pháp tác bản nguyên, dung hợp hết vào trong thiên địa. Pháp tác giữa thiên địa cùng vang lên, tử khí tràn ngập thiên hoa loạn trụy. Một đạo cầu vòng to lớn nằm ngang nơi chân trời. Tất cả tu luyện giả lập tức cảm giác được sự khác biệt của thiên địa. Nguyên khí nồng đậm gốc mấy chục lần. Thiên địa thì càng thêm nặng nề. Cảm ngộ của một vài siêu phàm cường giả càng sâu. Không gian mà bình thường có thể tùy ý điều khiển nay trở nên ngưng trệ kiên cố. Đừng nói điều khiển, cho dù là dung chuyển một chút thì cũng vô cùng khó khăn. Hơn nữa, còn có cảm giác trên đầu lơ lửng một loại đao kiếm. Đại nạn lâm đầu nào đó. Đây là thiên kiếp sắp đến sao? Về phần của thiên kiếp là cái gì thì hoàn toàn không biết. Nhưng mà lại rất rõ ràng thiên kiếp sắp đến. Lập tức kinh sợ run lên, tâm thần bất ổn. Sau một lát, tất cả dị thường đều biến mất, không thấy gì nữa. Thanh âm của Lý Bình An thì vang lên trong không trung của toàn bộ thế giới. Pháp tắc bù đắp mở ra con đường thông thiên. Phàm là tu sĩ đến độ kiếp kỳ, có thể dẫn động thiên kiếp. Người vượt qua thiên kiếp, có thể phi thăng thiên giới. Ngưng tiên thể, đúc tiên căn, thọ ngang thiên địa. Người không vượt qua được thiên kiếp, hóa thành cho bụi dưới thiên kiếp, hồn phi phách tán, chân linh mẫn diệt. Trong lòng của tất cả mọi người đều nổi lên nghi hoặc. Độ kiếp kỳ là cái gì? Chỉ có siêu phàm cảnh giới mới ngộ ra ta hẳn là độ kiếp kỳ. Nghĩ đến đạo chủ nói, sau khi độ kiếp, sẽ phi thăng tiên giới. Thọ ngang thiên địa. Trong lòng liền cảm thấy vui mừng khôn xiết. Đây chính là bất tử. Ngay cả dạ vũ và ngao ân, bên trong bí cảnh cũng sững sờ. Thọ ngang thiên địa. Sao có thể? Ngao ân là dùng phương pháp do bao đời long tộc truyền thừa để thành tựu thánh giả. Dạ vũ thì cũng dù thủ đoạn do bao đời minh vương tìm tòi, lại tương hợp với cả minh giới, mới thành tựu thánh giả. Đối với cả bọn họ mà nói, thánh giả đã có thể thọ nguyên lâu lắm rồi, chứ thực chưa từng dám suy nghĩ thọ ngang thiên địa. Chỉ có đám bất hủ tộc điên khùng kia mới mãi truy tìm phương pháp bất hủ mà thôi. Ngao ơn thì khó nén lửa nóng trong lòng, thì thầm nói, cái này là thật sao? Dạ vũ thì thần sắc kích động nói Đương nhiên là thật rồi Rốt cục tiên lộ đã mở ra rồi Nếu biết diệt thánh địa Là có thể mở ra tiên độ Lão nương đã sớm đánh chết hết bọn hắn rồi Thanh âm của Lý Bình An thì tiếp tục vang lên Hôm nay tứ phương thế giới đổi tên Hồng Hoang Giới Chia làm tứ đại bộ châu Đông Thắng Thần Châu Tây Nghiêu Hạ Châu Nam Chiêm Bộ Châu Bắc Câu Lô Châu Thiên đình thống ngự thiên địa Sau khi phong thần Bắt đầu con đường phi thăng thành tiên Từ đây tiên và phàm cách xa nhau Tiên nhân thì không được lưu lại nhân gian Lý Bình An vừa nói xong Thì tất cả siêu phàm cảm nhận được Một cảm giác đại nạn lâm đầu kia Đã hoàn toàn biến mất Nhưng mà sâu trong lòng Lại nổi lên Một nỗi buồn bã mất mát khó hiểu Thẳng đến khi thanh âm của Lý Bình An Đã biến mất thật lâu Tất cả mọi người vẫn chưa lấy lại tinh thần. Lượng tin tức trong những lời nói đó thật sự quá lớn. Thiên giới, độ kiếp, hồng hoang giới, tứ đại bộ châu. Mỗi một tin tức đều khiến cho người nghe trong khoảng thời gian đó khó mà tiêu hóa hết. Hơn nữa còn như lọt vào trong sương mù vậy. Lý Bình An thì ngồi xếp bằng giữa không trung, mở to mắt. Đạo vận quanh thân biến mất, không còn tâm tích. Hắn tung người bay xuống dưới Đến bên cạnh đám người dạ vũ Khí tức bình thản, lạnh nhạt Như một người thường Có khí chất đặc biệt mà thôi Không hề nhìn ra có chút khí tức cường giả dạ nào Tại trung tâm thế giới Ở xa xa Cự nhân đang nhanh chóng thu nhỏ lại Hóa thành một nam tử hồng vĩ Hắn xài bước liền xuất hiện trước mặt mọi người Mơ hồ tỏa ra khí tức cường đại Như ma như thần vậy khiến cho dạ vũ và Ngao ân trong lòng run rẩy thiếu điều là quỳ luôn xuống bái lại thôi vũ dương uy thì cười ha hả kêu lên đạo chủ đa tạ đa tạ ngươi lý bình an thì cười nói đôi bên cùng có lợi mà thôi vũ dương uy cười nói đạo chủ chẳng lẽ ngươi không sợ ta trở mặt với ngươi sao nếu hiện tại ta muốn đối phó với ngươi ngươi không hề có chút sức phản kháng nào Lý Bình An thì cười ha hả. Người có thể thử một chút. Minh Vương chỉ chỉ đầu của mình, trêu tức nói. Ngài hẳn là nên sờ nơi này trước đi. Vũ Dương Huy đưa tay sờ lên đầu, chỉ thấy xúc cảm trên tay lạnh buốt, sắc mặt lập tức biến đổi. Đây là kim cô kia sao? Vũ Dương Huy thì nắm chặt kim cô quát, mở cho ta. Khí thức vô cùng cuồng bạo tràn ra từ trong cơ thể, kim cô trong tay dần dần tỏa sáng bầu trời xuất hiện mây đen âm ầm cuồn cuộn minh vương dạ vũ và long hoàng ao ân đều đỏ mặt lảo đảo lui lại ngay cả dư chấn do vũ dương uy tạo ra hai người cũng chẳng thể ngăn nổi lý bình an thì nháy mắt đã ngăn trở trước mặt hai người chặn mọi dư chấn sau một lát vũ dương uy chậm rãi thả tay xuống sắc mặt biến ảo phi thường khó coi lý bình an cười nói cư sĩ vừa mới nói gì nhở vũ dương uy lấy lại tinh thần cười rạng rỡ nói nói đùa nói đùa ấy mà ta là định đi tìm thiên sứ tộc gây phiền phức thế giới này liền giao cho đạo chủ thôi dưới sự dẫn dắt của đạo chủ nhất định thế giới này sẽ vô cùng phồn vinh thân ảnh của vũ dương uy lóe lên biến mất không thấy gì nữa trong cảm ứng của lý bình an thì chỉ trong trước mắt thôi hắn đã vượt qua không gian trùng điệp xuất hiện trước một tòa thần hỏa trì. Bên trong hỏa trì thì một thanh hắc đao đang kêu lên ong ong, run rẩy kịch liệt. Vũ Dương Nguy rời đi, dạ vũ cùng với cả Ngao Ân đều thở dài một hơi. Ở bên cạnh hắn áp lực thực sự là quá mức cường đại. Dạ vũ thì hưng phấn hỏi. Đạo chủ, ngài vừa mới nói tiên lộ được mở ra là thật sao? Lý Bình An thì khẽ gật đầu đáp. Hiển nhiên, là thật. Pháp tắc của thế giới này đã viên mãn rồi, đủ để gánh chi tiên đạo. Giả vũ thì kinh động hỏi. Độ kiếp thì sao? Làm thế nào để độ kiếp đây? Lý Bình An giải thích. Chờ phong thần xong, chúng thần quy vị mới có thể mở ra tiên đạo. Ngao ân chậm rãi nói. Cửu trọng thiên giới, hai cốt đầy dẫy trên đất. Nếu muốn xây dựng nó thành tiên giới cho tiên nhân tồn tại, không biết phải tốn bao nhiêu thời gian nữa. Lý Bình An đáp, tuổi thọ của tiên nhân gần như là vô tận, có thể từ từ xây dựng. Dạ vũ thì cũng gật đầu liên tục nói, chỉ cần thành tiên thôi thì các cái khác đều chẳng thành vấn đề. Lý Bình An thì hỏi hai người hỏi, các người có bằng lòng phong thần hay không? Ngao Ân thì nghi hoặc hỏi, phong thần có gì tốt lý bình an nghiêm túc nói sau khi phong thần trên người sẽ có thần chức chấp trưởng thiên địa quyền hành vận hành thiên địa pháp tắc bất tử bất diệt dạ vũ thì không quan tâm nói sau khi thành tiên thì không phải là cũng bất tử bất diệt sao lý bình an lắc đầu sau khi thành tiên tuổi thọ gần như là vô tận nhưng mà vẫn sẽ chết có thể nói là trường sinh nhưng không phải bất tử chỉ có lên phong thần bảng mới đạt đến trình độ bất tử bất diệt, giống như địa phủ âm thần vậy. Ngao ân thì ngưng trọng nói. Tiên nhân cũng có thể bị giết chết, tựa như những siêu thoát thủ vệ ở bí cảnh tầng thứ 8 kia. Lý Bình An nói, không sai. Dạ vũ trầm ngưng một chút, lắc đầu nói. Vẫn là thôi đi, ngay cả trước minh vương ta còn làm không nổi Càng đừng nói cái gì mà thần chức Nào được dễ chịu như ngày ngày nằm đọc tiểu thuyết chứ Lý Bình An thì gật đầu Quả thực là dạ vũ không hợp với cả việc này Bè nhìn về phía của Ngao Ân Long Hoàng bệ hạ Ngài chọn cái gì Ngao Ân thì hỏi ngược lại Có phải là sau này thiên địa sẽ do thần linh quản lý không Lý Bình An gật đầu nói Vâng Ngao Ân thì lắc đầu cảm thán nói cho dù là vì long tộc Ta cũng khó có thể thoát thân Phong thần thì phong thần đi Bên ngoài Thạch quốc quốc chủ Cùng với cả Vũ Lăng Vương Đứng trên lầu các cao nhất của Hoàng Cung Cả hai ngẩng đầu Nhìn bầu trời đã bình tĩnh lại Ánh mắt có chút rung động Thạch quốc quốc chủ ngưng trọng nói Ngũ đệ Cái cảm giác đại nạn lâm đầu ban nãy Người có cảm thấy được không? Chỉ là có chút cảm giác mà thôi Cũng không mãnh liệt Thầy quốc quốc chủ hơi run lên Cố nén nội tâm sợ hãi bất an nói Ta cảm thấy thiên kiếp Tránh không thể tránh Trốn không thể trốn Phiến thiên địa này không trời nổi nữa rồi Muốn hạ sát phạt chém giết ta Vũ Lăng Vương thì ngưng trọng nói Ngươi sợ sao Thầy quốc quốc chủ gật đầu yếu ớt nói Ta vẫn luôn cho là mình không sợ chết nhưng mà khi cảm giác được thiên kiếp sắp đến đó xông vào đầu, trong lòng ta thì lại tràn đầy sợ hãi. Vũ Long Vương thì lảng sang chuyện khác, cười ha hả. Đã lâu không gặp Tam Tỷ rồi, ta muốn đi Tây Vực. Không, hiện tại phải nói là Tây Nhiêu Hạ Châu mới đúng. Ta muốn đi Tây Nhiêu Hạ Châu thăm nàng. Bây giờ Tam Tỷ ở tại Đạo Môn, nói không chừng còn biết được phương pháp độ kiếp đến đấy. Khóe mắt của thái quốc quốc chủ hơi run lên, chán nản nói. Mà thôi, năm đó là ta có lỗi với nàng, lần này đi xin lỗi với nàng vậy. Vũ Lăng Vương thì thoải mái cười to, thân ảnh phóng lên tận trời. Một bên khác, hỏa quốc quốc chủ cũng đi tam thanh quan. So với cả thái quốc quốc chủ sợ hãi khó có thể bình an, hỏa quốc quốc chủ thì nhiều hơn cả chính là mừng rỡ như điên. Ngay tại thời điểm tuổi thọ sắp hết lại bắt được tiên lộ. Có thể nói là tìm được chút hy vọng sống bên trong tuyệt cảnh. Bèn vội vàng tiến về Tam Thanh Quan tìm Hỏa Linh Nhi, tìm hiểu thiên kiếp cùng phương pháp độ kiếp. Những người khác thì cũng không phải người ngu. Sau khi rung động qua đi, vô số người lập tức tiến về Tây Nhiêu Hạ Châu. Hiển nhiên, bọn hắn vạn lần không dám quấy giày Tam Thanh Quan. Nhưng mà trong những đạo quan khác, Nhất thời khách hành hương nhiều như mây Tu luyện giả sau khi dâng hương xong Sẽ gấp gáp tìm hiểu tin tức về thiên kiếp Ban đầu các đạo môn đệ tử còn hỏi gì đáp đấy Nhưng mà khi người hỏi càng lúc càng nhiều Mà lần nào cũng hỏi cùng một vấn đề Thì các đạo sĩ đều cảm thấy phiền não Bọn họ trực tiếp dán thông tin cận kẽ về thiên kiếp Lên đạo quan, đại môn Lại mời mấy cái thuyết thư Tới hỗ trợ giảng giải thiên kiếp lúc này thì mới thoải mái hơn một chút phong thần đại chiến kết thúc được một tháng ngàn vạn tu sĩ tề tụ tại hoành đoạn sơn mạch đứng trước tế đàn là hải long tộc cự long tộc minh giới quỷ vương thư sơn đệ tử cùng các loại đạo môn đệ tử ngoài ra thì còn có các tu luyện giả đến đây đứng ở xa để xem lễ tất cả mọi người yên tĩnh im ắng thiên địa hoàn toàn bình yên Gần đến giữa trưa thì Bạch Vân đang ngồi xếp bằng trên tế đàn, từ từ mở mắt, nhẹ nhàng đứng dậy. Tất cả mọi người bên dưới tế đàn thì đều sốc lại tinh thần, chuyên chú nhìn lên thân ảnh đứng trên tế đàn kia. Bạch Vân tay ôm đả thần tiên, cúi đầu hành lễ với Tam Thanh Quan ở xa. Sau đó thì đứng thẳng người, trang nghiêm nói. Bạch Vân ta được đạo chủ truyền lành, dựa theo kiếp vận nặng nhẹ, phẩm chất cao thấp, sắc phong bát bộ chính thần, chấp trưởng các ti, duy trì thiện ác trật tự nhân gian, tố giác tam giới công hạnh, thiên địa chứng giám. Oanh ngầm, trên trời vang lên tiếng sấm, sau đó thì không trung tràn ngập thất thải hào quang, hình thành từng mảnh tường vân dày đặc. Bạch Vân thì vung đả thần tiên trong tay lên, chỉ vào trong phong thần bảng rồi quát. Trước quang tiến lên nghe phòng. Từ trong phong thần bảng bắn xuống một đạo lưu quang, rơi vào trên tế đàn hóa thành trước quang thánh tử, một thân bạch y, ánh mắt hãy còn mờ mịt Những người xem lễ ở nơi xa thì đều kinh hô, thấp giọng nghị luận ở Mỹ. Uy danh của trước quang thánh tử cũng không thấp, rất nhiều người đều nhận ra hắn. Bạch Vân thì quát lên lần nữa. Trước quang tiến lên nghe phong. Thân thể của trước quang thánh tử cứng đờ, Cuối cùng thì cũng cúi người thật sâu hành lễ. Bạch Vân nghiêm mặt nói. Trước quang khi còn sống là Thánh Sơn, Thánh Tử. Hưởng ngàn vạn tôn vinh, cả đời làm việc lễ kính quang minh. Tuy có cố chấp, nhưng mà cũng có công huân. Chảm yêu trừ ma, hộ vệ thiên hạ chúng sinh. Đặc biệt sắc phong trước quang Thánh Tử. Thành phương Nam, tăng trường thiên vương. Ti chức Nam Thiên Môn Thủ Tướng, Hộ Vệ Thiên Đình An Nguy, Khâm Thở. Trước quang cung kính thi lễ đáp, tôn pháp chỉ. Trên phong thần bảng xuất hiện một hàng chữ. Trước quang, sắc lệnh phong, phương Nam Tăng Trường Thiên Vương, ti chức, Nam Thiên Môn Thủ Tướng. Chữ thể hiện lên, hào quang trói lóa, sau đó thì ẩn vào trong bảng. Trước quang đứng lên, trên thân thì lóe lên quang mang, Bạch y hóa thành ngân giáp Hắn khẽ nâng tay Hắc đại trường bào khoác lên trên lưng Thần sắc lạnh lùng Thần uy hạo đáng Không được khống chế phát ra Uy áp chúng sinh Tất cả mọi người bên dưới đều biến sắc mặt Nhịn không được muốn quỳ lại Cắn răng cố kiên trì Hắn đây là thực lực gì vậy Thần uy vừa ra thì lập tức thu lại Mọi người đều há hốc mồm thở dốc Ánh mắt thì sợ hãi phương nam tăng trường thiên vương trước quang thánh tử đằng không bay lên đứng trên tường vân trên trời đông phương đế minh tiến lên nghe phong trong phong thần bảng thì bắn xuống một đạo lưu quang rơi vào trên tế đàn hóa thành đông phương đế minh già nua đông phương đế minh nhìn quanh bốn phía vẻ mặt hốt hoảng một chút tiến lên thở dài cúi đầu nói đông phương đế minh lắng nghe pháp chỉ Đông Phương Đế Minh thì đã từng cẩn thận nghiên cứu đạo môn. Quyển sách phong thần bảng kia cũng từng đọc qua mấy lần. Nên vừa nhìn thấy thế thì trong trận này lòng liền biết đang có chuyện gì. Tự nhiên không để mất mặt. Bạch Vân thì nghe mặt nói. Đông Phương Đế Minh xưa kia là thánh địa thần kiếm sơn đại trưởng lão. Nay gặp phải kiếp vận bỏ mình lên bảng. Đặc biệt sắc phong, Đông Phương Đế Minh ngươi thành phương đông trì quốc thiên vương. Ti chức Đông Thiên Môn Thủ tướng Hộ vệ Thiên Đình An Nguy Khâm thở Đông Phương Đế Minh thì cung kính nói Tôn Pháp chỉ Hắn đứng lên Y phục trên thân Hóa thành ngân giáp chiến bảo Thần uy thì uy nghiêm Càn quét thế giới Mọi người ở nơi xa lại biến sắc một lần nữa Đông Phương Đế Minh trải Đông Phương Đế Minh Trải nghiệm thần lực quần cuộn trong cơ thể Trong lòng thì cũng hơn kích động lực lượng này so với cả khi mình còn sống cường đại hơn vô số lần trong đầu chợt nảy lên một suy nghĩ kỳ thật phong thần cũng là rất tốt đồng phương đế minh thì thi lễ với cả bạch vân đằng không bay lên đứng trên tường vân ngay cạnh trước quang bạch vân thì tiếp tục nói dạ như lan lắng nghe pháp chỉ khi xưa dạ như lan là bất hủ tộc ma nữ chức ma nữ này hữu danh mà vô thực dù làm việc bất cần Nhưng mà chưa hề hại tới thế nhân Đặc biệt sắc phong dạ như lan ngươi Thành phương Bắc Đa văn thiên vương Ti chức Bắc thiên môn thủ tướng Hộ vệ thiên đình an nguy Khâm thở Dạ như lan thì cung kính đáp Tôn pháp chỉ Trên thân lập tức lóe lên quang mang Xuất hiện ngân giáp chiến bảo Khí khái hào hùng mười phần Cũng là thần uy bạo đáng đặc biệt sắc phong Bạch La thành phương Tây Quảng Mục Thiên Vương, ti chức Tây Thiên Môn Thổ Tướng, hộ vệ Thiên Đình An Huy, khâm thở. Trên thân của Bạch La thì cũng hiện lên một thân chiến bào. Tứ Đại Thiên Vương đứng ở không trung, chỉ riêng thân ảnh đã đè ép mọi người không thở nổi rồi. Tu luyện giả tu vi thấp cơ hồ muốn quỷ xuống. Bên trong địa phủ, ba vị Diêm La Thiên Tử đều tiệt tự diêm la vương thì ngưng trọng nói thiên đình chiến thần cường đại như vậy tranh lệch quá nhiều với cả địa phủ chúng ta tần quảng vương thì chậm rãi nói không vội thiên địa pháp tắc được bù đắp rồi thời điểm địa phủ bao trùm cả thiên địa cũng chính là lúc thực lực của chúng ta tăng mạnh thiên thần âm thần đều là thần linh của đạo môn đạo chủ sẽ không bất công đâu luân chuyển vương thì cười ha hả dù cho không bằng thiên đình thế sao chứ Địa phủ là đặc biệt Không thể thay thế Giữ vững thần chức là được rồi Hai vị diêm la còn lại Thì đều gật đồng tán ý Sau đó thì Bạch Vân tiếp tục phong thần Từng đạo thân ảnh đi ra Từ trong phong thần bạc Lôi bộ chính thần Ngao thanh sắc phong cửu thiên Ứng nguyên lôi thần Phổ hóa thiên tôn Thủy bộ chính thần Ngao dọe sắc phong thủy đức tinh quân hỏa bộ chính thần hỏa đức tinh quân long viêm đấu bộ chính thần long dại nhiễm phong đại uy thiên long ôn bộ chính thần phương luân thiên lao ngục chủ nguyên tài quyết ti tòa bắc lệnh tài thần hỏa tử Kê văn khúc tinh quân quân lâm vũ khúc tinh quân trương thiên vũ chu thiên tinh quân thần chủ tứ hải long vương thanh tịnh phúc thần các loại thần linh đều đá lên bảng. trên tường vân phía trên bầu trời chúng thần san sát thần quang chiếu dọi thiên không vương trấn vũ tiến lên nghe phong bạch vân thì tiếp tục lên tiếng một đạo lưu quang từ trong phong thần bảng bắn ra rơi xuống tế đàn hóa thành vương trấn vũ một thân hắc bào thần sắc thì hãy còn hốt hoảng bạch vân thì nghiêm khắc nói Vương Trấn Vũ tiến lên nghe phong Vương Trấn Vũ thì ngẩng đầu Nhìn đông đảo thần linh trên trời Vội vàng thi lễ nói Vương Trấn Vũ có mặt Bạch Vân nhìn Vương Trấn Vũ hơi lâu Chính là tiểu tử này Lần phong thần trước đó Có người khuấy gió nổi mưa Lần này thì người chạy không thoát rồi Bèn nói Sắc phong Vương Trấn Vũ thành sao trổi tinh quân vận chuyển, vận rủi của thiên địa. Vương Trấn Vũ thân khựng lại một chút, sau đó cung kính nói. Tôn Pháp chỉ. Hắn đứng dậy, trên thân thì lóe lên quang mang, xuất hiện thần bào. Hắn cưỡi chưa một cái, trổi bay lên bầu trời. Bạch Vân thì dừng lại một chút, sắc mặt tỏ ra nghiêm túc cực kỳ. Tất cả thần linh thì cũng đều nhìn về phía của Bạch Vân. Mơ hồ cảm nhận được bầu không khí trở nên nặng nề. Bạch Vân thì quát lớn Lỗ phu tử tiến lên nghe phong Một đạo quang mang từ bên trong phong thần bảng Bắn xuống tế đàn Hóa thành dáng vẻ của lỗ phu tử Trường bào màu xanh nhạt phấp phới Dù đã mang thân quỷ Vẫn có một phen khí độ siêu nhiên Phía dưới tế đàn Triệu Hân Duyệt nhịn không được Tiến lên một bước Kích động kêu lên Lão sư Phạm Hiền thì nắm chặt chuối kiếm trong tay ngực phập phòng kịch liệt, kích động nhìn lỗ phu tử. Các thư viện đệ tử còn lại thì cũng kích động nhìn lỗ phu tử kêu lên. Phu tử! Tiếng kêu không dứt bên tai. Lỗ phu tử thì cúi đầu nhìn mọi người bên dưới, khẽ cười gật đầu với cả bọn hắn. Sau đó thì thở dài xoay người thi lễ với cả Bạch Vân, cung kính nói. Lỗ đạt lắng nghe pháp chỉ. Bạch Vân thì nghiêm túc nói, Xưa kia lỗ phu tử giáo hóa thiên hạ thương sinh, học thấu cổ kim đức trùm thiên hạ, phụng đạo chủ sắc lệnh, phong làm trung thiên tử vi đại đế, thống ngự phổ thiên tinh đấu cùng các ngân hà. Lỗ đạt thì cười ha hả nói, đa tà đạo chủ. Phu tử đứng lên, cả người dạng người hào quang hiển hiện một thân long bào màu tím, trong tay thì xuất hiện một tôn thần ấn, bầu trời vang lên tiếng sấm. Mặt trời thì lập tức mờ đi. Hình chiếu của tinh hà xuất hiện trên trời, xoay tròn trên đỉnh đầu của phu tử, giống như là ăn mừng lại tựa như là thăm hỏi vậy. Ngàn vạn bách tính lập tức ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Lúc này vật đổi sao rời, ngày đêm đảo ngược. Chúng thần trên trời cùng xoay người hành lễ. Cung nghênh tử vi đại đế. Bách tính thì hoảng hốt, trong lòng hiện lên một thân ảnh vĩ ngạn tất cả đều cúi đầu cung kính tán dương trung thiên bắc cực tử vi thái hoàng đại đế sau khi nói xong thì lúc này tất cả bách tính mới lấy lại tinh thần trong bất an mơ hồ dâng lên chút kính sợ tử vi đại đế đằng không lên tường vân tất cả chúng thần đều cung kính lùi về sau một bước bây giờ dị tượng trên bầu trời mới biến mất bên trong đình nghỉ mát của tam thanh quan minh vương Giả vũ nhìn vào hình chiếu trước mặt ngưng trọng hỏi đạo chủ hiện tại lỗ phu tử có thực lực thế nào lý bình an thì cười nói thiên đế tri tôn huyền tiên cảnh minh vương hiếu kỳ hỏi vậy ta thì sao ở đạo môn các ngươi thì thánh giả gọi là gì lý bình an nói ở đạo môn ta sau khi tu sĩ độ kiếp sẽ có một giai đoạn quá độ gọi là vũ hóa ở cảnh giới này linh khí sẽ chuyển hóa thành tiên lực ngưng tiên hồn rèn tiên thể cho nên cũng được xưng là địa tiên địa tiên thì chỉ có thể coi là bán tiên thôi chính là thánh giả các ngươi minh vương dạ vũ đắc ý nói thì ra ta đã là bán tiên lý bình an thì lắc đầu nói dưới tình huống thế giới chưa hoàn thiện bần đạo không biết các ngươi là dùng cách gì để thành tựu bán tiên nhưng bần đạo chắc chắn phương pháp đó có chỗ thiếu hụt nếu cư sĩ muốn tiếp tục hành tẩu trên con đường đại đạo vẫn nên tiếp tục độ kiếp cho thỏa đáng minh vương thì trầm tư một chút vô cùng đáng thương nói độ kiếp thì độ kiếp thôi đạo chủ nỡ đánh chết người ta sao à thì bần đào cũng không cách nào khống chế thiên kiếp đâu tin ngươi mới là lạ đấy minh vương hờn dỗi lại một câu tiếp tục nhìn về phía hình chiếu Bên trong hoành đoạn sơn mạch, Bạch Vân thì lớn tiếng nói Sắc lệnh, tuyết lai, thành câu trần thượng quan thiên hoàng đại đế, chấp trưởng thiên hạ, binh lính, thống ngự thiên hạ yêu tộc, đa ta đạo chủ. Tuyết sư yêu hoàng đứng lên, trên thân thì hiển hiện long bào màu khói đen, uy nghiêm trùng trùng, bầu trời vì thế mà biến sắc, tất cả yêu tộc trong thiên địa nhìn thấy thân ảnh trên trời kia đều nằm dạp xuống đất nghẹn ngào khóc thút thít. Tất cả thiên thần cúi đầu cung kính nói. Cung nghênh câu trần thượng quan thiên hoàng đại đế. Câu trần đại đế thì phi thân lên, đứng trên tường vân bên cạnh tử vi đại đế. Hư ảnh trên trời tán đi, Bạch Vân tiếp tục nói. Độc cô Vũ Vân tiến lên nghe phong. Trong phong thần bảng lại bắn ra một đạo lưu quang, rơi xuống tế đàn, hóa thành một lão giả, đầu tóc hoa dâm, khí khái hào hùng mà sắc bén không chịu thua kém ai không hề có ý đi bái một tiểu đạo sĩ bạch vân thì nhíu mày quát đầu cô vũ vân máu nghe phong hào đạo chủ ban đầu cô vũ vân thì hơi nhướng mày bấy giờ mới chắp tay chào bạch vân thì nghiêm mặt nói đầu cô vũ vân người từng nhập thánh địa chứng tu kiếm đạo dù đã là thánh giả nhưng mà trong lòng giận khó bình tâm thần thì trì trẻ, ham thi chưa thoát lấy kiếm thành tâm sát phạt không ngớt đạo chủ sắc lệnh phong ngươi thành chân vũ đẳng ma đại đế lấy sát trị ác bảo hộ thương sinh đầu cô vũ vân thì cung kính nói ta đạo chủ phong thần bảng thì sáng rực lên danh tự đầu cô vũ vân xuất hiện trên phong thần bảng đầu cô vũ vân sắc phong chân vũ đãng ma đại đế thần chức đáng ma diệt tà trấn nhiếp yêu tinh cứu độ thế nhân độc cô vũ vân thì đứng lên trong tay hiển hiện một thanh chân vũ thần kiếm trên thân thì khoác long bào màu đen cả người tản ra khí tức túc sát độc cô vũ vân thì cầm chân vũ thần kiếm thì thầm nói cỗ lực lượng này rất mạnh bạch vân thì cười nói Phong thần chưa xong Còn xin chân vũ đại đế lên trời trò một lát Độc cô vũ vân thì khẽ gật đầu Rồi bay thẳng lên không trung Đứng cạnh tử vi đại đế Câu trần đại đế Sau đó thì Bạch Vân tiếp tục sắc phong Nam cực trường sinh đại đế bất hủ tri vương Mạc Thanh Nghi Đông cực thanh hoa đại đế Long Ngân Bạch Vân thì nâng đả thần tiên lên Bái ba bái với trời Cùng kính nói Chư thần đã đủ, phong thần đã xong, còn xin đạo chủ minh giám. Phong thần bảng cùng với cả đả thần tiên đồng thời bay lên bầu trời. Trên trời lóe lên quang mang, thân ảnh của Lý Bình An xuất hiện. Hắn ngồi xếp bằng trên một khóm bạch vân. Phong thần bảng và đả thần tiên lơ lửng trước mặt của hắn. Vô số chư thiên thần linh cùng cúi đầu cung kính hô to. Bái kiến đạo chủ. Ngàn vạn tu luyện giả bên dưới thì cũng cung kính cúi đầu Bái kiến đạo chủ Lý Bình An chậm rãi mở miệng Thạch Hào, Hỏa Linh Nhi Thạch Hào thì đứng dưới không hề do dự Bay lên trên không trung Hỏa Linh Nhi thì sững sờ Sao còn có cả ta nữa Nhưng mà cũng vội vàng bay đuổi theo Thạch Hào Cả hai bay đến không trung Cung kính đứng phía dưới của Lý Bình An Lý Bình An thì mở miệng Chư thiên thần linh đã đủ rồi Trước vị thiên đế không thể không công bố Thạch hào Con có bằng lòng làm thiên đế không Tất cả chúng thần đều nhìn chằm chằm thạch hào Hắn là thiên đế sao Thiên đế Thạch hào thì sững sờ Vội vàng cung kính Thì lễ nói Đệ tử cần tuân sư phụ an bài Lý Bình An thì nhìn về phía Của Hoàng Anh Nhi nói Con có bằng lòng làm vương mẫu không Thiên đế, vương mẫu, phong hào này vừa nghe đã thấy là người một nhà rồi. Hỏa Linh Nhi thì hơi đỏ mặt, nhỏ giọng nói. Con cũng nguyện ý theo đạo chủ an bài à? Lý Bình An thì hài lòng cười nói. Rất tốt. Hôm nay sắc phong thanh thạch thành thiên đế, ban tên hạo thiên đế, thống lĩnh chúng thần quân tiên, vận chuyển thiên địa. Hỏa Linh Nhi thành vương mẫu, ban tên giao trì linh mẫu, chấp trưởng giao trì, thống lĩnh thiên hạ nữ tiên nữ thần, điều phối âm dương. Thạch Hạo và Hỏa Linh Nhi vội vàng thi lễ nói. Tôn Pháp chỉ. Trên thân của Thạch Hạo lóe lên quang mang, hiển hiện một bộ cửu long bào uy nghiêm bá đạo. Trên thân của Hỏa Linh Nhi thì cũng xuất hiện một bộ cung trang ung dung hoa quý. Chúng thần bao gồm các vị đại đế đều kính cẩn thi lễ hô Bái kiến thiên đế, bái kiến vương mẫu. Thạch hạo thì quay người, nhấc tay lên nói. Miễn lễ. Có chức vụ thiên đế vào thân, tự có một phen uy nghiêm khí độ. Chúng thần đều nhìn về phía của Lý Bình An. Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Lý Bình An thì ngồi yên trên bạch vân, trong đầu vang lên một thanh âm. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng, phân đất phong hầu thiên thần ban thưởng thiên giới đinh chúc mừng túc chủ trở thành chúa tể một giới đạo môn đặt vững căn cơ ban thưởng pháp kiếm giải khai đạo thứ nhất phong ấn tên thật pháp kiếm là thất tinh bảo kiếm đinh chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng thủ sát thiên sứ ban thưởng một tờ thỉnh thần phù đinh chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng cứu vớt thế giới ban thưởng Hạo thiên kính bản nâng cấp, ngụy, đánh giá tốt chủ, ớt, à, đến bây giờ mới thống ngụ được thế giới, ngươi là con lợn hả? Đánh giá ban thưởng, thiên giới chỉ định một không gian để tái tạo thiên giới, sáng lập thiên đình. Hạo thiên kính khuyết vô thượng trí tôn, tự nhiên diệu hữu di la trí, chân ngọc hoàng thượng đế, hữu nghị xuất phẩm. Thất tinh bảo kiếm là thần kiếm dùng để luyện ma lúc thái thượng đạo chủ hạ giới truyền đạo, có thể điều động thái cổ tinh thần chi lực, có được uy năng khủng bố khó lường, thái thượng đạo chủ hữu nghị đưa tặng. Thỉnh thân phù chính là do Lữ Động Tân, một trong thượng động bát tiên tự mình chế tạo, có thể trừ ma hồ đạo, kim linh đồng tử hữu nghị cung cấp. Hạo Thiên Kính bản nâng cấp chính là bảo vật của Côn Luân Trường Mi Đạo Nhân, có thể trừ yêu luyện ma. Nhờ tham khảo Hạo Thiên Kính trí bảo của Hạo Thiên Ngọc Hoàng Thượng Đế rồi trùng luyện, đã có được một tia thần uy của nó, vang danh khắp chư thiên vạn giới. Từ Trung Nam Sơn Ngọc, Trụ Đông Vân, Trung Tử, Hữu Nghị, Luyện Chế. Từng âm thanh của hệ thống vang lên, khiến cho Lý Bình An nghe mà sừng sốt. Ngoại trừ câu đánh giá túc trừ ban đầu không hết sức khốn kiếp như vậy. Các đánh giá ban thưởng còn lại thì đều khiến cho Lý Bình An sinh lòng cuồng hỉ. Tất cả là đồ tốt. Đặc biệt là thất tinh bảo kiếm. Đây cũng không phải là giả tạo. Mà là luyện ma thần kiếm của Thái Thượng Đạo Chủ. Khó trách lúc trước. Khi Đạo Nguyên dùng khí vận công đức chi lực để thôi động kiếm pháp. Lên hiển hiện một viên sao trời Ngoài ra thì còn có xuất phẩm thiên giới của Ngọc Hoàng Đại Đế, thỉnh thần phù do Lữ Tổ tự mình luyện chế. Kim Linh Đồng Tử cung cấp, Hạo Thiên Kính do Vân Trung Tử trùng luyện. Thật không biết hệ thống này là do vị đại năng nào luyện chế thành. Giao hảo thật sự là quá rộng. Từ Đạo Tổ Thiên Đế cho tới Đồng Tử Trường mi tất cả đều cho thể diện. Lý Bình An thì cuồng hỉ xong, trong lòng không khỏi lầm bầm chỉ cần ngươi cho ta đồ tốt thôi Con nói ta là chó là heo cũng được Lý Bình An thì lấy lại tinh thần Lúc này liền thấy chúng thần phía dưới Cùng ngàn vạn tu sĩ đứng nhìn mình chằm chằm Không ít thần linh sắc mặt cổ quái ban nãy đạo tổ đang cười ngây ngô đúng không? Lý Bình An thì ổn định tâm thần Thanh âm thật lớn vang lên Phong thần đã thành rồi Nên lập thiên giới thôi Nói xong thì duỗi tay ra phía trước lòng bàn tay xuất hiện một viên cầu màu tím từng đầu thần long nhỏ bé bay múa chung quanh viên cầu tất cả mọi người bên dưới chỉ cảm thấy tâm thần trì trẻ hô hấp khó khăn áp lực nặng nề tác dụng lên trên thân tất cả đều phanh phanh liên tiếp quỳ gối trên núi đá chung quanh dãy núi đầy những người quỳ ngay cả chúng thần thì cũng khó lòng kiềm chế mà quỳ gối lên tường vân thần hồn thì run rẩy uy thế như vậy tương tự thiên đế vậy lại càng uy nghiêm hơn. Thanh thạch thiên đế thì chỉ uy được trước mặt viên cầu này, chẳng khác nào một hài tử đứng trước đại nhân. Thạch hạo thì nhờ có chức vị thiên đế mới miễn cưỡng trèo trống. Nhìn Lý Bình An nâng viên cầu kia lên, hắn gian an hỏi. Sự sư phụ, đây là cái gì? Lý Bình An thì cười nói. Đây là thiên giới do viễn cổ hồng hoang thiên đế lưu lại. Nói xong thì vung tay lên, viên cầu màu tím bay cao tiến vào trong cửu trọng thiên giới. Bầu trời tràn ngập hào quang, bao phủ toàn bộ thế giới này. Ở một nơi mọi người không cách nào cảm ứng được, cửu trọng thiên giới phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ tầng thứ nhất đến tầng thứ chín dung hợp cùng nhau, hình thành nên một đại lục càng rộng bao la hơn, hạ giới rất nhiều. Hai cốt binh khí hóa thành cho bụi dưới ánh hào quang, khí tức âm sát tan biến không còn. Trên đại lục, dãy núi liên tiếp nhô lên, sông lớn cuồn cuộn, cỏ cây xanh biếc trồi lên từ mặt đất, bừng bừng sức sống. Ngang, lệ. Một đầu thần long và một đầu phượng hoàng bay mối trên trời. Chúng đi đến đâu là giải ánh sáng xuống đấy. Ánh sáng trên người của thần long rơi xuống, hóa thành từng đầu giá thú dị thú, chui vào trong dãy núi. Ánh sáng trên người của phượng hoàng thì chìm vào mặt đất, rất nhanh, liền mọc lên kỳ hoa dị thảo tất cả đều là tiên phẩm. Tầng thứ 8 cùng với cả tầng thứ 9 dung hợp, hình thành nên thiên đình. Một thần điện đột ngột mọc lên từ dưới đất. Lăng tiêu bảo điện, giao trì thánh địa, tư pháp thiên thần điện, nguyệt lão các, bàn đào viên. Thế giới bên ngoài phía trên chúng tinh thiên nhân cũng hiển hiện từng tòa thần điện. Đây là nơi ở của các tinh quan thần quân. Bên ngoài thiên đình là từng tòa huyền không đảo san sát, giống như quần tinh phủng nguyệt bảo vệ lấy thiên đình vậy. Khi bốn tòa thiên môn âm vang tọa lạc xong, toàn bộ thiên đình như sống dậy, tiên khí tràn ngập, vân vụ trùng điệp, thụy khí ngàn vạn. Chúng thần bên dưới ngẩng đầu nhìn lên trời cao, dưới hào quang đầy trời, tất cả cảm thấy lực lượng nào đó đang gấp rút triệu hoán mình. Cửu trọng thiên giới cải tạo đều nằm trong cảm ứng của Lý Bình An, thi hài khắp nơi trên đất, phế tích sụp đổ bẻ nát, trong chốc lát đều biến thành tiên cảnh, ngập tràn tiên khí. Thủ đoạn như thế chỉ có thể nói là không hổ là Ngọc Đế, vừa rung động vừa cảm thấy nên như vậy mới đúng. Các bạn thân mến, tập này kết thúc ở đây rồi, hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nha. Goodbye.